Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Và ở tập trước, mình đã rất là may mắn khi mà thành công sở hữu được bộ ba huyền thoại tiếp theo. Đấy chính là bộ ba XYZ ha, bao gồm Zygarde nè, rồi Yveltal, nhưng mà là ở cái hình dạng đặc biệt các bạn ha, cũng rất là ngầu luôn. Và cuối cùng là Sernit ở hình dạng God ha. Nói chung thì hôm nay mình sẽ cố gắng tìm hội quán đi. Chính xác, kiếm một cái hội quán nào đó rồi chúng ta thứ nhất là săn thêm quy hiệu hội quán nè. Và thứ hai là cho đội hình bộ ba này có nhiều dịp thể hiện hơn. À mà sẵn tiện thì mình còn trống 3 slot, thế nên là mình có ý kiến này. À, chúng ta sẽ sử dụng thêm một bộ ba nữa đi ha. Và chắc chắn rồi, hiện tại mình chỉ có đúng bộ ba thời tiết nữa các bạn, là Okela nhất nè. Rồi, mình sẽ đưa vô luôn ha, bao gồm Raiden Cyber, Rayquaza Necro và thêm Kyurem Baby nữa. Nãy một ngày mà sử dụng tới tận hai bộ ba luôn các bạn ạ. Quá tuyệt vời ha. À, bây giờ trời cũng tối rồi ta. Thôi, để mình ngủ đi, sáng thức dậy rồi chúng ta tranh thủ lên đường sớm các bạn ơi. Và hiện tại thì gần nơi ở của mình hình như là không còn cái hội quán nào hết các bạn ạ. Thành thử ra là mình phải đi xa xa một xíu nha. Chắc là sẵn mình đi tìm dùng sa mạc mới luôn. Tại hôm bữa mình có được một vài cái quả GS Bond á, nhưng mà mình xài không đúng cách, thành thử ra là mất hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ tới đó rồi kiếm thêm GS Bond các thứ để dành cho công việc sắp tới của mình ha. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Ý, đây rồi. Mới gặp ngôi làng đầu tiên trong ngày hôm nay và ngôi làng này cũng có hội quán luôn các bạn ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ê, nhưng mà hội quán này nhìn quen quen ta. Hình như lúc trước mình cũng có dịp một lần chạm trán một cái hội quán tương tự như vậy rồi hay sao các bạn ạ. Ok. Bay lên coi, Yveltal. Ok, để bây giờ mình đáp vô một cái ha. Ấy anh, trời ơi, còn lọt dưới này nữa. Mèn đất ơi, bay lên lại. Ok, đi vô trong và coi thử coi. Đây là hội quán Feather. À, hội quán Long Vũ các bạn ạ. Hình như mình có quy hiệu hội quán này rồi hay sao á. Nhưng mà thôi, gặp rồi cũng là cái duyên. Chạm chán một xíu nhau coi coi, thử sức mạnh các thứ rồi hả các bạn. Rồi, và Dương đã nói hồi nãy, bữa nay mình sẽ cho đội hình bộ ba XYZ của mình có nhiều dịp thể hiện hơn. Và thành viên đầu tiên ra trận sẽ là Yveltal ha. Wow, đối thủ lần này là Charizard các bạn ơi. Ừ đúng rồi, hôm qua có một bạn nhắc mình đó là nên học lại cái kỹ năng độc quyền của Yveltal nè. Ừ, hôm qua mình dạy nhầm nữa mới ép á chứ. Thôi được, giờ thì cứ đánh nhau trước một chập đi, rồi xíu đi dạy lại kỹ năng cho Yveltal sao ha. À, mình sẽ tấn công bằng Sky Attack chẳng hạn. Ổn không? Wow. Charizard Dynamax lên rồi các bạn ơi. Yêu. Trời đất ơi. Đánh gục Yveltal của mình luôn rồi. Ây da, như vậy thì không ổn tí nào nha. Tới lượt Sonic God của mình thì sao? Outstrand chẳng hạn. Ê, gắt đến từ vị trí của Sonic các bạn ơi. Có vẻ là em sẽ làm được, cố lên. Một lần nữa, Outstrand. Hay lắm Sonic God. Ok, còn kịp dùng Outstrand cái nữa không ta? Thử cái. Và tấn công rất là tốt luôn nha. Ý, đối thủ đã đổi Pokemon khác các bạn ạ. Ai còn tấn công Sonic God mình một cái nữa. Em chim này hả ta? Nếu mình tung một đòn Close Combat thì sao? Yêu, nửa cái máu thôi. À, không được rồi. Chắc mình phải cho một thành viên khác ra trận quá. Đấy chính là Zygarde. Đây cũng là trận chiến đầu tiên trong ngày. Ôi trời, không ổn rồi. Mình tính dùng Dragon Dance á các bạn, rồi sau đó dùng Core Enforcer. Nhưng mà sao mình nghi quá. Chủ nổi không đây? Ôi có vẻ nổi các bạn ơi. Thử nào. Ui, Rồi tôi. Ê, đã tới lúc để Zygarde của mình biến hình rồi. Ui mà biến hình như vậy có muộn quá không ta? Sao mình nghi vậy? Thôi để chắc cố hơn, mình sẽ dùng một đoạn Extreme Speed đi ha. Rồi luôn rồi. Vẫn chưa knock out được Skarmory các bạn ơi. Ai vui. Đấy nè. Knock out rồi. Hay lắm Zygarde. Thêm một lần nữa coi. Ui, đổi sang Scizor. Ây da,
Nếu mà đổi sang Caesar rồi mình cũng sẽ đổi sang một nhóc khác đi. Và lựa chọn của mình đó chính là Groudon. Groudon Cyber. Nóng máy cho ta, nếu mà chưa nóng máy thì để mình dùng cái đòn hay lửa này đi. Từ từ, đội Caesar dẫn sức ghê vậy. Eruption. Thử nào. Nó quạo cái một luôn các bạn ơi. Quá im, quá im. Có vẻ là chúng ta sắp chiến thắng. Ê. Ui không, Groudon Cyber đã bị ru ngủ rồi các bạn. Jump Flop ru ngủ thành công rồi. Oh no. Thôi, rảy qua ra. Tới chọn cậu. Rồi, để xem. Trời, bắn cái gì ghê vậy. Xanh lẹt luôn. Ê, nhưng mà Outrank của Rayquaza knock out cái nhóc kia rồi nha. Ôi trời, knock out 2 nhóc liên tục luôn. 3 nhóc luôn, triple kill. Ui, nhưng mà cái huy hiệu Jet này mình chưa có nha. Why? Mặc dù hội quán giống hội quán lần trước mình gặp, nhưng chủ hội quán lại cho mình một cái huy hiệu khá là mới nè các bạn, hình cộng lông vũ luôn. Cực đẹp, yay. Khởi đầu may mắn nha. Rồi, cũng cảm ơn anh chủ hội quán đẹp trai vì cái huy hiệu này nha. Mình xin. Rồi, và ở cạnh làng thế nên là mình sẽ thử nghiêng nghía qua coi. Trong làng có gì giá trị cho mình không? Sẵn tiện ghé thăm chị tá coi. Lâu rồi chưa ghé thăm chị tá các bạn. Rồi, mặc dù mấy Pokemon của mình đang bình thường nhưng mà cũng ủng hộ chị đi ha. Thấy chị cũng ế đó các bạn à. Rồi, qua đây coi thử coi. Wow, nhiều đồ vậy. Tặng chị đĩa kỹ năng nè. Tại biết sao không, mình có cái bát Muri Learner rồi đó, nên là mấy cái đĩa kỹ năng đó bây giờ mình cũng không cần lắm các bạn ơi. Bên này thì có vẻ là trong làng cũng không có ai giao nhiệm vụ hết. Anh này muốn đánh nhau anh ơi. Thử sức không, va chạm xíu đi. Anh không phải trainer sao các bạn. Anh giống giang hồ quá. Đi lẹ các bạn ơi. Để ngồi anh nóng mình mệt á. Khoan, trong làng này có nhà thợ rèn. Tí nữa là mình lại quên thăm bác thợ rèn rồi. Rồi, mình ẩu thiệt đó chứ. Đấy, trong nhà bác thợ rèn sẽ có Metal Cost, tăng sức mạnh cho các kỹ năng hệ thép. Super Rod rồi nữa nè. Hệ thép hả ta. Nhưng mà khoan, Yveltal mình đâu có kỹ năng hệ thép rồi đâu ta. Nếu vậy thì mình cho Argon Fusion sẽ hợp lý hơn á. Ok, trang bị cái này cho Argon Fusion ha. Bữa giờ ba lô của mình để đồ lung tung á. Thành tử ra giờ nó lộn xộn sơ ngầu hết các bạn ơi. Mình nhớ ra là cũng có một tựa game liên quan tới việc sắp xếp ba lô, nhưng mà với lối chơi cực kỳ cuốn luôn. Và tựa game đó chính là Ba Lô Đại Chiến, một tựa game theo phong cách roguelike kết hợp giữa chiến thuật và giải trí vô cùng hấp dẫn. Bạn cần quản lý chiếc ba lô của mình, tổng hợp, chế tạo và nâng cấp trang bị, vận dụng chiến lược để phòng thủ tháp và đánh bại những con boss cực mạnh. Lúc mới chơi mình toàn ghép linh tinh, tức là không phát huy được sức mạnh của vật phẩm nên toàn là thua các bạn à. Cho đến khi mình ghép theo quy tắc sắp xếp hợp lý hơn, thế là giành được ngay chiến thắng. Mình có một cái mẹo, đó chính là các bạn hãy cố gắng mở rộng ba lô để có đủ không gian đặt các trang bị vào, rồi từ đó nâng cấp trở thành các trang bị màu tím, vì đấy chính là trang bị cao cấp và mạnh nhất. Tuy nhiên trang bị màu tím cũng có thể thua á nha. Đó, thấy chưa, game thấy vậy thôi chứ không có hề dễ đâu các bạn à. Mình không thể giành chiến thắng nếu chỉ dựa vào sức mạnh của vũ khí. Chiến lược sắp xếp ba lô cũng rất là quan trọng và là yếu tố quyết định để chúng ta có thể đánh bại được boss hay không á nha. Bạn phải chú ý đến cộng hưởng lẫn nhau giữa các loại vật phẩm. Mình sẽ thay đổi một chút, sắp xếp một cách có chiến lược và kết quả là boss cũng chịu không nổi luôn các bạn ơi, quá là mạnh. Và đặc biệt, nhà phát hành còn có gói gift code dành riêng cho các bạn fan của Lộc nha. Các bạn hãy nhập mã gift code trên màn hình để nhận quà bao gồm vàng, kim cương và trang bị siêu hiếm nha. Thế nên còn chần chờ gì nữa, hãy tải ngay Ba Lô Đại Chiến về máy để xem coi ai đánh bại được nhiều boss hơn và sắp xếp ba lô giỏi hơn nha. Link tải game Lộc có đặt dưới phần bình luận cũng như là mô tả của video. Và các bạn cũng nhớ đánh giá 5 sao để ủng hộ nhà phát hành sớm cập nhật thêm nhiều thứ thú vị để chúng ta cùng nhau trải nghiệm nhé. Ok. Ở cái vùng biển. Uầy, xuất hiện Sukun các bạn ơi. Wow. Sukun nhưng mà lại có cánh các bạn à. Hả? Uầy, các bạn coi kìa, đẹp cực kỳ luôn á, mà to nữa nha. Được, mình thích những em như vậy. Ôi trời. Ui, cái mỏ giống mỏ chim nha. Hả? Có khi nè. Chính xác rồi, đây là dạng kết hợp các bạn ơi. Sukun hình như kết hợp với đại bàng băng thì phải. Thôi được, mình sẽ cho Yveltal của mình ra cấu rỉa máu ha. Tấn công bằng đòn nào vậy ta? Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đòn này chẳng hạn. Được không? Quầy, có vẻ ổn đấy.
tốn rẻ một lần cũng được 30 mấy% máu các bạn. Tiếp tục Phantom Fort nè. Nè một lần nữa coi. Ấy da, đỏ đỏ đó, ôi trời. Ôi lần này hơi gắt nha. Hên cái là nãy giờ Suicune Fusion chưa có tấn công trúng Iron Nightmare của mình. Thế nên là bây giờ em có thể tăng cơ khá là tốt và mình sẽ bắt đầu tung Fastball đi. Để bắt cái em huyền thoại đầu tiên trong ngày hôm nay á. Quay. Đi ngang cái vùng biển thôi mà gặp được hẳn Suicune thì quá là hên các bạn ơi. Quay. Nhưng mà bây giờ Suicune bắt đầu chống trả là được kìa các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ là Fastball không hiệu quả lắm đối với Suicune rồi. À, Netball. Chính xác. Suicune là một huyền thoại hệ nước thì phải các bạn ơi. Nếu vậy thì Netball sẽ khá là ok nha. Netball sẽ tăng tỷ lệ bắt Pokemon hệ nước đó. Có lý, có lý. Mình có tận một stack Netball lận. Trời ơi, nãy mới nói không đánh trúng bây giờ em đánh trúng Iron Nightmare mình liên tục luôn các bạn ơi. Và sao Netball có vẻ là không si nhê với Suicune lắm ta. Mình chen vô một quả Ultra Ball coi. Đổi bóng liên tục các bạn, đa dạng lên. Hy vọng là được. Ý, ôi trời, xíu được. Đó, 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 đó. Ý, đây nè. Chính xác rồi các bạn. Netball sẽ là một đội bóng rất là hiệu quả để chúng ta có thể chinh phục Suicune. Và thành tựu gì đây? Water Beast. À, đó chính là thành tựu khi mà chúng ta đã chinh phục thành công Suicune đó các bạn. Và Suicune Fusion sẽ mang xong hệ nước và bay nha. Vậy là chuẩn rồi. Mình sẽ đưa Suicune ra để chúng ta nghĩ một cái ha. Sẽ là Suicune dạng kết hợp với mình đoán là Phượng Hoàng Băng đó các bạn. Đấy chính là Phượng Hoàng hay là Đại Bàng Băng gì đó. Đây Articuno nè. Chắc luôn. Nhưng mà nói chung là cũng rất là đẹp nha. Và khi mình cởi thì chúng ta có thể bay lượn trên bầu trời thoải mái luôn nha. Đã quá à. Này hên gì ta, hên thiệt sự luôn á. Xíu mình sẽ kiếm kèo cho Suicune Fusion thể hiện sức mạnh mới được. Cánh rừng này thì có vẻ còn bự dữ ta. Mà trong khi mình đang đi tìm cái gì nhỉ? Cái vùng sa mạc mà ta. Ok, ở đây có đói, ở đây có đói các bạn ơi. Absolbot. Đây là cấp độ Legendary. Wow. Với kèo này thì mình cũng muốn thử cho Suicune ra trận á các bạn. Nhưng mà khoan, để mình đeo vòng Dynamax vô cái đã. Bữa giờ quên. Mình sẽ tấn công bằng một đòn này chẳng hạn. Chưa gì Absol đánh gắt vậy. Phản đòn. Trời, vừa tròn 20% máu luôn các bạn. Và đó là màn thể hiện đầu tiên của Suicune Fusion á. Nhưng mà mình nghĩ như vậy đủ rồi các bạn. Mình sợ đòn tiếp theo em chịu không nổi á. Nên thôi, chúng ta sẽ đưa Iron Nightmare ra trận. Có vẻ chống chịu tốt nha. Rồi rồi. Focus Blast chẳng hạn. Cố lên Iron Nightmare. Úi dồi. Wow. Quá là mạnh luôn các bạn ơi. Ôi da. Mặc dù bị đánh trước nhưng mà không sao. Phản đòn lại nè. Trời, knock out luôn. Dạ ha. Học được một kỹ năng Hydro Pump cho Suicune Fusion luôn nè. Quả im. Park Ball. Wow. Chúng ta còn nhận được thêm một cái Park Ball nữa các bạn ơi. Trời ơi. Đã vậy. Ê. Được rồi ta. Có vẻ là có Suicune về đội mình hên hơn hay sao các bạn ơi. Chúng ta có hai cái Park Ball để dành xài rồi. Đã quá à. Kìa rồi. Một cái kim tự tháp đầu tiên trong ngày mà chúng ta tìm được ở sa mạc các bạn ơi. Let's go. Vô trong coi thử coi nào. Biết đâu bất ngờ. Ui, ở ngay cái kim tự tháp này còn có Bodka Marut nữa chứ. Hay. Được đấy ta. Chắc lại phải cho Suicune Fusion ra trận quá. Dynamax và dùng cái đòn này nè. Thử xem. Ồ. Trời ơi, cực mạnh luôn. Rồi. Suicune Fusion lại lập chiến công các bạn ơi. Kết thúc trận đấu. Hay nhớ, hay hit thôi.
Quá tuyệt vời. Ủi, được cái cột gì á? Wish in peace. À, cái này để dùng vô mấy cái đen đó các bạn ơi. À, ok. Xíu đi mình dùng sao ha. Còn giờ vô trong kim tự tháp cái đã. Ê, cái này chưa có khám phá nhiên. Mới. Rồi, và đập cái tấm áp lực cho an toàn nè. Sau đó thì unbox những cái rương thôi. Nhưng mà có vẻ là nó hơi sukana rồi. Ui dồi ôi. Tao mình nghi là không có quá các bạn ơi. Ý, được cái đồ mở phong ấn cho Hoppa. Trời, cái gì vậy? Sao mà sukana vậy trời? Không được cái GS Bond nữa hết các bạn ơi. Đúng là có không giữ mất là tiếc à. Thiệt luôn. Ui, còn gặp thanh niên. Thanh niên này nữa. Thanh niên xui xẻo đi chỗ khác. Không chơi với thanh niên đó đâu. Ủa? Ủa, ở đây có em dịch. Đất lét các bạn ơi. À, một em dịch. Ui trời, coi em đi kìa. Tướng núng na núng nín. Hãy bay về hệ nước hả? Thôi được. Mình sẽ bắt một cái em dịch này đi ha. Tại em dễ thương quá à. Rồi. Và với em này thì mình nghĩ mình sẽ tung Quick Bond. Ủa? Mình làm gì còn Quick Bond ta? Thôi dùng Level Bond đi. Không có Quick Bond thì dùng Level Bond đỡ các bạn ơi. Được luôn cơ. Quá nhanh quá nguy hiểm á. Đưa em vô máy tính của mình luôn. Kế bên còn có một ngôi làng nữa các bạn ơi. Ê, đúng như mình dự đoán rồi các bạn. Cạnh làng còn có một cái hội quán nữa. Ui, hội quán này nhìn có vẻ nguy hiểm đấy. Ui, trên nóc còn có cục ruby nữa cơ. Mình xin trước nha. Lấy cục ruby trước các bạn ơi. Ngon. Sau đó thì ê, đằng kia giống chủ hội quán lắm. Chắc chắn luôn. Nhìn tướng ngầu kia là chắc chắn là chủ hội quán rồi. Không lệch đi đâu được. Ui, nhưng mà cái hội quán này cột bị gãy. Có nào nó sập xuống trời. Thôi đi, sao mình lại nói chuyện xui rủi đó ta không đụng được. Ui, trên này còn có mấy cục lửa nữa nè. Yêu. Rồi, kèo căng nha. Hội quán này mình nghi là xài Pokemon hơi lửa hơi nhiều đó. Nhưng mà không sao, chúng ta có Sukun mà các bạn. Mới về đội luôn. Rồi, nhưng mà khoan, bữa nay là ngày của bộ ba STZ mà ta. Ừ ha. Thôi thì mình cũng cho Sonic ra trận nữa đi. Rồi. Ui, chính xác rồi các bạn, hội quán này xài Pokemon hệ lửa rồi. Ôi dồi, Rapidash là đối thủ đầu tiên của Sonic God mình ha. Ok, thử Outrain nào. Ui da, Dynamax Rapidash luôn rồi kìa. Căng. Ui, nhưng mà không sao. Sonic God vẫn có thể tấn công được. Tuy nhiên bị phỏng một xíu rồi các bạn. Thêm một lần nữa coi. Outrain. Ê, tốt nha. Bộ máu với Rapidash luôn. Thêm một cái nữa nào. Knock out. Ui, đổi Pokemon rồi. Makago, em option nhung nham các bạn ơi. Ây, dữ vậy sao. Và Sonic của mình hiện tại đang bị phỏng khá là ghê các bạn ơi. Nhưng mà ít ra thì em cũng khá là trâu ha. Rồi, Close Combat. Đổi đòn đi. Ui. Ôi, em option này hồi đầy máu rồi. Ây da, khó chịu vậy. Mình sẽ thử đưa Zygarde ra một xíu các bạn ơi. Ui, nhưng mà có vẻ Zygarde trong kèo này rất là khó khăn nha. Mình thử Dragon Dance cho em đi. Hy vọng là em sẽ trụ nổi. Rồi. Tấn công. Công nhận Dragon Dance xong, Zygarde tấn công mạnh hơn hay sao các bạn ơi. Nè, đó. Gắt rồi đó. Ui, lại hồi máu kìa. Cay thế nhờ. Này thừa máu nè, Zygarde chơi hết. Ây, thiệt luôn á, hồi máu càng ngày càng nhiều các bạn ơi. Biết mệt không? Zygarde chắc tức cái lồng ngực. Thôi được rồi, nếu mà dám tròn Zygarde của mình á thì mình sẽ đưa Evelton hình dạng đặc biệt ra. Để coi, sợ chưa. Ây da, còn tấn công lại nữa à. Mình hơi chủ quan rồi, mình khinh thường đối thủ rồi các bạn ơi. Ây da, vậy là ẩu rồi đó. Ý, Blaziken. Ây da. Ui dồi. Nhưng mà Blaziken không chịu nổi một đòn Sky Attack nha. Chí mạng luôn mà. Tiếp theo sẽ là Houndoom. Wow, nếu vậy thì chúng ta sẽ thử dùng đòn Pocket Blast lên Houndoom coi. Em có ổn hay không nhá. Iron Man.
Ui da. Ây, không thành công rồi. Tốc độ của Hao Đôn có vẻ rất là nhanh các bạn ơi. Ê, nhưng mà không sao. Lần này Araname đã tấn công thành công rồi. Lượng máu của Hao Đôn chỉ còn 3% thôi. Cố lên, cố lên Araname. Mình tin em có thể làm được. Được không? Ui, tránh được rồi. Không, không được, mình không để Yveltal bị knock out đâu. Mình sẽ đưa Rayquaza Necro. Kèo này để với tốc độ cao của Rayquaza, mình tin em sẽ làm được các bạn ơi. Outran chẳng hạn. Ê, trời ơi, vậy mà Hao Đôn vẫn đánh trước à. Dữ chưa. Rồi rồi, không sao không sao. Ui trời, knock out liên tục, knock out liên tục các bạn ơi. Học thêm một kỹ năng mới cho Suicune Fusion nữa nè. Yeah. Makago hả? Makago thì để ai ta? Bộ ba SDZ ra chặn hết rồi đúng không? Vậy thì tới Suicune đi. Ừ. Ủa? Gì vậy? Ủa Suicune rồi? Hả? Rồi. Trời, Rayquaza mình còn bị đốt nữa. Chỗ quán này chơi để lửa tùm lum mà. Rayquaza mình sắp bị nướng chín rồi các bạn à. No. Này thì nướng nè. Ok. Laziken. Ôi trời. Cái gì mà Rayquaza Necro dồn đam liên tục các bạn. Công nhận Outrank bá đạo thiệt. Và mình được một cái hit badge, một cái huy hiệu hội quán mới nè. Hình giống như ngọn lửa nha. Cũng rất là đẹp luôn. Wow. Ê, tính ra là đội hình bộ 3 XTZ là ra trận cũng rất là ghê đó các bạn à. Được ấy, được ấy. Và nãy giờ thì Rayquaza cũng đã làm việc vất vả rồi các bạn. Ừ, mình nghĩ là chúng ta không nên bóc lột sức lao động của em nữa. Ồ, lộn, sức chiến đấu của em nữa. Tiếp theo chắc mình sẽ đưa Kyurem nguyên thủy ra đi. Ừ, dù sao thì em cũng nằm trong bộ ba thời tiết mà. Ừ, nhưng mà có... Ui. Ê, Jenner này vô đây làm gì đây? Hả? Đêm hôm mà vô nhà chị y tá vậy đó hả? Để mình ăn cái đó. Ê, chạy đâu, chạy đâu. Hả, anh bạn, đứng lại cho tôi, đứng lại cho tôi. Kêu ra mần công chuyện đi cưng. Unsan power. What? Cái gì? Latios. À, thanh niên này được quá ta. Nhưng mà không sao, Kêu ra làm được các bạn ơi. Ok, lâu lâu cho Kêu ra nguyên thể quẩy một bữa ha. Ok, và thắng luôn. Đấy, biết đều. Thì anh đi ra liền. Đi chỗ khác liền. Đẩy anh cho anh đi tắm luôn. Ok. Rồi, mình vô hỏi thăm chị y tá coi coi. Ui, nhà chị có vẻ thiếu đồ quá ta. Tặng chị cái đĩa để dành xài chơi nè. Kim cương, tặng luôn. Còn anh đi chỗ khác liền. Cặp cục này không cho anh leo lên các bạn. Tôi mới ghé được nhà chị y tá nha. Anh đi chỗ khác đi. Kiếm chị y tá khác mà ghé. Bữa nay mình gia trưởng bữa các bạn ơi. Có vẻ là cái làng này không có nhà bác thơ rèn rồi. Thường là mình sẽ ghé nhà chị tá xong ghé nhà bác thơ rèn á. Ừ. Ủa đâu? Có nhà bác thơ rèn đây nè. Quê nhiều nhà bác thơ rèn vậy. Nhưng nhà bác thơ rèn này cũng bèo quá à. Ừ, không hiểu sao nữa. Thì trước khi tiếp tục hành trình thì để mình ghé qua cái chỗ bác Muri lên đó. Thì để mình coi coi chúng ta có thể dạy lại kỹ năng gì khác cho Yveltal hay không á. Dark Push. Tính ra là Yveltal chưa có kỹ năng hệ bóng tối nào luôn á các bạn. Ui, còn kỹ năng này thì vừa có thể tấn công mà vừa có thể hồi phục lại cho Yveltal nữa nè. Thích hợp để chiến đấu lâu dài nha. Không biết mình học kỹ năng như vậy thì có hợp lý hay không, nhưng mà mình sẽ thử một xíu nữa coi coi, ví dụ không ổn thì mình sẽ cho em học lại mấy kỹ năng ban đầu ha. Ok. Còn Suicune thì mình có thể học thêm Rain Dance để tăng sức mạnh cho các chiêu thức hệ nước nè. Được ấy chứ. Ok, sơ bộ là vậy ha. À, mà sẵn tiện hồi nãy mình có được cục Wishing Piece và mình có thể dùng nó lên những cái đen để mình có thể gọi ra Dynamax Pokemon. Ok, mình sẽ kiếm một cái đen gần đây coi. Mình nhớ bữa là có đó. Không biết ở khúc nào thôi. Ủa đâu ta, bữa nhớ thấy gặp gần đây có mà nhờ. Tới hồi ghê. Ở đây 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 đây, trước mặt mình luôn nè các bạn ơi. Rồi, đáp xuống. Sau đó thầy nhét vô. Đó. Mình triệu hồi được em chim. Hay sao? Ủa, một sao thôi. Trời ơi. Tính ra là mình mới trở lại cái chỗ này luôn.
Mà mình đã gặp được Raiko rồi các bạn. Nhưng mà đây còn là Raiko Wilson nữa. Đây chính là Raiko mà lần trước mà mình đã từng đánh nhau ở dạng boss này các bạn. Bữa nay cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại rồi. Why? Ngầu và đẹp thiệt sự. Thôi được. Với kèo này để coi. Ê, hay là chúng ta cho Gachom ra trận nha. Ui, mà giờ mới để ý ta Gachom God sẽ mang xong hệ thường và đất các bạn. Ê, được nha. Rồi. Mình sẽ cho Gachom God mình cấu rỉa máu trước một xíu bằng đòn bay chẳng hạn. Ok, khá ổn nha. Và không si nhê Gachom God của mình đâu. Khó chịu chứ. Em còn chọc quê nữa kìa. Đó, cấu rỉa thêm cái nữa coi. Ấy à. Rồi. Raiko thì đang tăng phòng thủ lên hả. Nhưng mà không sao đâu. Gachom God vẫn sẽ liên tục cấu rỉa. Ui xà, Raiko chỉ tăng phòng thủ thôi à. Không định phản đam à. Không định phản đam thì thôi. Mình tung bóng chứa và chinh phục Raiko Fusion luôn các bạn ơi. Quay. Ui, nếu mà thành công chinh phục Raiko Fusion nữa, vậy thì mình sẽ có bộ đôi thần thú rồi. Ui, Được nhen. Tính ra là hôm nay mình cực kỳ hên luôn á. Ui, nhưng mà nãy giờ thì vẫn chưa có dấu hiệu thành công là chinh phục Raiko Fusion đấy. Cũng hơi khó đấy. Ui, được rồi. Và xem coi Raiko Fusion sẽ mang hệ điện cũng như là hệ bay các bạn á. Ok, và vì Raiko mới về đội nên mình cũng sẽ đưa Raiko Fusion ra một tí ha. Và quan trọng hơn là với đôi cánh này thì mình nghĩ Raiko sẽ cho phép mình bay lượn trên trời các bạn. Ê, nhưng mà giờ mới đi ha. Suicune Fusion là kết hợp với Articuno. Vậy thì Raiko Fusion sẽ là dạng kết hợp với Zapdos, đúng không? Các bạn có thấy giống vậy không các bạn? Ồ, mình thấy là giống nha. Nice. Uầy, vậy liệu rằng mình có thể tìm được thành viên cuối cùng trong bộ ba thần thú này không? Đó chính là NT. Đáng đi chúng ta thử nha. Ê, nhưng mà phía đây mình thấy có em nhiễm lửa nè. Được ấy. Đáp xuống cái. Đây là Weva các bạn ơi. Weelava. Dạ, nhóc này thì mới cấp 14 thôi à. Chắc là mình sẽ không đánh em đâu. Mà mình sẽ tung một cái quả level ball để chúng ta chinh phục em. Ok. Thành công hay không đây? Hồi nãy là one shot đó. Giờ thì ê, vẫn one shot các bạn ơi. Quá đã luôn. Thêm một em Pokemon hệ lửa nữa về đội. Cho em vô máy tính luôn ha. Tới công chuyện luôn rồi các bạn ơi. Ở cánh rừng này mình gặp được boss Zacian God luôn. Bình thường Zacian God đã rất là mạnh rồi, nhưng mà đây là dạng boss màu Ultimate. Màu xanh lè xanh lét này. Liệu rằng chúng ta có thể đánh bại được hay không đây? Đội hình ETZ của mình là mình cũng hơi rén rén xíu nha. Không biết là mình có nên đưa Zacian God của mình ra trận luôn không ta? Nhưng mà mình trước mắt là mình vẫn muốn thử sức mạnh của đội hình ETZ mình trước các bạn ơi. Ok, vô luôn nè. Đầu tiên, mình sẽ cho Iron Nightmare của mình ra trận trước và tấn công bằng kỹ năng mới học luôn nè. Trụ nổi không vậy? Ui, trụ nổi. Ok. Ê, cấu rỉa máu được nha, nhưng mà không nhiều lắm các bạn. Thôi xong rồi. Chắc phải đổi sang Focus Plus thì sẽ ok hơn á các bạn ơi. Chứ với cái đà này thì sợ không ổn đấy. Ý, trời, Jason tránh được cuộc tấn công. Yêu. Go lên Iron Nightmare. Ý, lần này thì đánh trúng rồi nhưng mà cũng không không cấu được nhiều máu lắm các bạn ơi. Thôi không sao. Tới lượt của Sonic God, mình sẽ cho Sonic God của mình dùng Close Combat chẳng hạn. Ê, có điểm rồi đó các bạn ơi. Suicune. Nhờ trông cậy vào ẻm thôi đó. Mình sẽ dùng Rendan trước ha. Ok. Để tăng sức mạnh của kỹ năng hệ nước.
Sau đó thì chúng ta sẽ đai ra mắt luôn cho Suicune Fusion. Ổn không đây? Cố lên Suicune. Ui, có vẻ là con rỉa được nhiều máu hơn rồi nè. Nhưng mà mình lo là em không trụ nổi. Chính xác luôn. Zacian God quỷ diệt đội hình của mình rồi. Trời ơi, bây giờ đưa... ấy, ơ quên, gà chơm mình đâu có hệ rộng đâu. Ừ, đúng rồi. Ê, vậy là còn cơ hội nha. Mặc dù vậy, Zacian God vẫn đánh rất là thốn các bạn ơi. Có vẻ là chúng ta phải thay thế một đội hình khác thì may ra mới có khả năng chiến thắng Zacian God rồi. Ui dồi, tức mạnh tuyệt đối luôn á. Trời ơi, đất ơi, cơ cơ hút phát nào là chất lượng phát đó. Yêu toan, toan thật rồi. Zygarde thì mình nghĩ là chắc sẽ bị knock out á các bạn ơi, trong một hit mổ á. Thì ui, chưa. Ê, phản đòn được nha. Quay. Đừng khinh thường Zygarde các bạn ơi. Em đã biến hình thành dạng hoàn chỉnh rồi. Để xem, Thousand Arrow. Được không? Ui, gán lên cơn trụ nổ một huyết thôi. Không trụ nổi rồi. Em đã chiến đấu hết sức rồi các bạn. Ê, hồi nãy mình có Agon Fusion mới được trang bị cái cục thép kìa. Sao mình lại không đưa em ra trận nhờ? Mình đặt niềm tin vào em các bạn ơi. Lâu rồi, Agon Fusion cũng chưa có được ra trận chung với mình. Lần này nhất định chúng ta sẽ có một kết quả khác cho mà xem. Đầu tiên, mình sẽ Dynamax cho em luôn, lấy lợi thế trước. Dạ. Nhưng mà sao cảm giác vẫn bị đánh thốn vậy ta? Ê, hiện tại là đang trên kèo nha. Cố lên Agon Fusion, anh tin em. Bây giờ Wow, có vẻ ổn áp đó các bạn ơi. Lựa chọn này có vẻ là chính xác rồi. Đây. Mạng solo cực căng đến từ vị trí của hai Pokemon cực ngầu. Ây da. Sao Zacian đánh ngày càng gắt vậy? Ok, thêm một đòn vuốt thép nữa. Ý, Zacian né được. Cay thế nhờ. Ok, nếu vậy thì chúng ta sẽ thử đưa Zygarde ra cái đã. Hồi nãy mình thấy Zygarde chiến đấu cũng tốt lắm các bạn. Trời, mình muốn cho em lập công nhưng mà có vẻ hơi khó các bạn ơi. Chưa gì em bị đánh vậy rồi đánh đấm gì nữa. Không kịp dùng Thousand Arrow luôn. Tới lượt Yveltal. Ok, liệu rằng Yveltal có lập được chiến công hay không đây? Lần này là mình nghĩ là có đó các bạn. Chúng ta hãy đặt niềm tin vào Yveltal đặc biệt này nào. Ui, ổn vậy. Cố lên. Ây da, sao càng ngày càng thốn ấy ta. Cố lên cưng ơi. Rồi, không kịp rồi các bạn ơi. Thôi xong rồi. Một tí xíu nữa thì được các bạn ạ. Tới lượt Suicune thì sao? Ôi, mình tên là Suicune knock out được á. Em bị nao núng. Trời ơi. Thời khắc quyết định mình lại bị nao núng à. Cay thật. Ở đây rồi. Yes, Suicune Fusion đã làm được các bạn ơi. Không ngờ chúng ta lại giành chiến thắng trước Zacian God cấp độ boss Ultimate các bạn. Quá là tuyệt vời. Và cạnh đây còn có thêm boss khác xuất hiện nữa nè. Gengar Legendary. Chả nhẽ là phải nhờ Yveltal tiếp ta. Bữa nay Yveltal hơi được ưu ái nha. Ra trận hơi bị nhiều các bạn. Rồi, thôi được rồi. Trời, tại em mạnh quá các bạn, cho em gánh teo luôn đi ha. One shot Gengar luôn mà. Quá ghê gớm. Ê, trước mặt mình lại thêm một cái hội quán cạnh làng các bạn ơi. Có lý gì ta. Vậy là đây là cái hội quán thứ ba mà mình gặp trong ngày hôm nay rồi. Wow, ghé vô luôn. Ngại gì mà không ghé các bạn. Chỗ hội quán là một bạn nữ sao á? Nữ nam trời. Không, bắp tay to vậy chắc là nam rồi các bạn. Mà khoan, không biết đây là hội quán gì nữa. Ok. Thử sức trước tính sao ha. Ừ, lâu rồi mình cũng chưa cho Kyurem Advent ra trận các bạn. Nên là kèo này mình sẽ cho Kyurem Advent của mình ra ha. Đối thủ lần này là Warmadam. Hình như đây là hội quán chuyên Pokemon hệ lá rồi. Thôi được, Kyurem mình
để tấn công bằng một đòn Blizzard để coi coi. Ây da, bảo vệ mình à. Ây da, Womadam có vẻ là cũng khó chịu phết các bạn ơi. Ui, còn phản đòn nữa cơ. Ây, cố lên, kill Ram. Thôi xong rồi, tấn công nãy giờ không thành công cái nào hết các bạn à. Né được hết tất cả đòn tấn công của kill Ram luôn. Ở đây, lần này thì trúng rồi. Trời ơi, tấn công 5 lần, trúng 1 lần. Chịu rồi. Outrank chẳng hạn. Ồ, có vẻ Outrank thì tốt hơn nè. Ok. Ui, em double kill luôn rồi. Ấy. Nhưng mà Torterra đã knock out lại kill Ram Advent rồi. Ây, gắt nha. Thôi, không sao. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho thành viên mới về đội mình là Suicune Fusion ra trận. Sử dụng Randan lấy lợi thế không nhỉ? Ok đấy chứ. Sau đó thì chúng ta sẽ Dynamax luôn. Knock out Torterra các bạn ơi. Tiếp theo là Venusaur. Bây giờ không knock out nổi. Chỉ nửa cây máu thôi. Lần này, ui, cấu thêm được một tí. Thôi, em làm như vậy cũng rất là tốt rồi ha. Chúng ta sẽ thử dùng Blizzard coi. Ây, lần này thì Suicune Fusion dùng Blizzard có vẻ là chuẩn hơn các bạn à. Chính xác luôn à. Thêm một đoạn Blizzard nữa coi. Lại chuẩn tiếp các bạn. Có vẻ là Suicune Fusion tung đòn khá là chuẩn á. Đấy. Thêm một đoạn. Ôi, lần này thì hết chuẩn rồi, bị né rồi. Thôi không sao, chúng ta có thể dùng cờ răng chẳng hạn. Đó, knock out cái một ha. Kế đến là Livani. Một em hình chiếc lá các bạn ơi. À, em này em kiến mà lần trước mình gặp ở ngoài hội quán nè. Ok. Mình sẽ tấn công bằng Thunder Shock chẳng hạn. Ui, thôi, xong rồi, mình chọn sai nền văn minh rồi. Không ổn các bạn ơi. Mình phải đổi sang Zygarde đi. Đã được Zygarde thì sao? Mình sẽ cho em sử dụng Dragon Dance ha. Ok, chuẩn bị chiến đấu nào Zygarde. Ui, hai bên đều tăng sức mạnh các bạn. Cái em cua nấm này cũng tăng sức mạnh đấy cơ. Cặn đấy, rồi tấn công. Úi dồ. Ok. Úi trời ơi. Wow, Parasect ghê vậy. Zygarde của mình phải biến hình chịu mới nổi các bạn ơi. Rồi luôn. Hay da. Thấy vậy thôi chứ những Pokemon của chỗ hội quán này cũng rất mạnh nha. Chiến đấu nãy giờ hết mình luôn á. Thôi, tới lượt Sinnet thì chúng ta sẽ tung Outrank á. Và em kiến này thì sao? Chịu nổi hay không đây? À da. Ui, chịu nổi các bạn ơi. Em thấy gì thôi chứ em cũng kiên cường phải đấy. Lại tăng chỉ số cơ. Thôi, chúng ta sẽ tung thêm một đoạn Night Slash để... À da. Kết thúc được không? Ui, không kịp kết thúc. Không đủ đam các bạn ơi. Phải Outrank thì mới đủ nè. Dạ ha. Chiến thắng rồi. Được thêm huy hiệu thứ ba. Và đây là huy hiệu Rainbow các bạn. Một cái huy hiệu rất là nhiều màu sắc luôn. Uầy. Huy hiệu thứ ba này đẹp đấy. Rồi được tặng thêm một cái năng hệ lá nữa. Không, hãy bỏ. Ok, mình xin luôn. Nói chung thì cũng cảm ơn chỗ hội quán vì huy hiệu cực đẹp này ha. Và vẫn như hội quán lần trước thì ở phía bên ngoài cổng á các bạn, có những em Pokemon kiến mà hồi nãy mình cũng từng đối đầu nè. Đứng ở ngoài để chào khách vào hội quán á. Nói chung thì cũng rất là thú vị đấy. Rồi, và đã ghé qua làng thì không thể thiếu tiết mục đi thăm chị tá các bạn ơi. Để coi chị tá nay ổn ta. Nay mình lại tặng quà cho chị nữa nè. Đây. Trời, bữa nay mình tặng quà hơi bị nhiều nha. Ui, còn được cái túi nữa. Có quà có loại chị nhờ. Một cái đĩa kỹ năng đổi một cái túi. Trời. Vậy là tuyệt là bời luôn rồi đó. Ok, cảm ơn chị nhiều nha. Ủng hộ công việc cho chị nữa nè. Rồi, xong phim. Sau đó thì ghé qua làng coi có nhà bác thợ rèn được không ha. Ui, có luôn. Uầy. Vậy thì quá là tuyệt vời rồi. Mình cũng sẽ thăm nhà bác thợ rèn cái các bạn ơi. Ui, bữa nay bác ấy có nhà. Hello, trời ơi. Ui, thợ rèn gì mà cá tính như vậy. Ê. Ui, giật mình nha. Cái thời trang của bác tự rèn này mình thấy độc lạ Pokemon á. Dữ thiệt chứ. Còn cái cục 500 mình sẽ cho Raikou đi để tăng sức mạnh cái năng hệ điện của
Raiko lên các bạn ơi. What the heck? Ở đây mình đã gặp được huyền thoại thứ ba trong bộ ba thần thú rồi các bạn. Đó chính là NT các bạn. Nhưng mà đây còn là dạng fusion nữa. Vậy là dự đoán hồi nãy của mình chính xác rồi các bạn ơi. Lần này NT sẽ kết hợp với Mortress, đúng không nhỉ? Từ để mình xài thông tin lại, nhiều khi mình nhớ nhầm á. Ừ chính xác, lần này NT sẽ kết hợp với Mortress á, để tạo thành hình dạng này nè. Có cánh lửa rất là đẹp luôn. Quay quay, hôm nay sao mình nhân phẩm đỏ vậy? Ok, mình sẽ cho Iron Nightmare cấu rỉa máu á, để chúng ta bắt đầu tung bóng chứa. Ok, hai đòn cấu rỉa cực tốt luôn kìa. Rồi rồi, NT có vẻ là đã đuối rồi đó các bạn. Trời ơi, bắt bằng bóng gì đây? Ultra Ball. Ok, hôm nay mình lại có linh cảm là Ultra Ball sẽ hiệu quả đó các bạn. À không đâu, nói chứ mình đổi sang Fast Ball đi. Ok, mình sẽ thử vài lần ha. Hy vọng là chúng ta sẽ thành công nhanh nhanh để cùng mang bộ ba thần thú ở dạng fusion này đi quẩy. Yes. Sau khi kiên trì sử dụng fastball thì chúng ta đã thành công chinh phục NT rồi các bạn. Tan tan. Mà là dạng fusion nó mới đã chứ. What? Không ngờ hôm nay chúng ta lại sở hữu thêm một bộ ba nữa các bạn. Bộ ba thần thú fusion. Bây giờ mình sẽ đưa NT ra để chúng ta ngắm cái ha. Nãy giờ không có ngắm kỹ được các bạn ơi. Ui, có khả năng biến thời tiết trong lành luôn nè. Hay đấy chứ. Và coi coi hệ thì sẽ mang song hệ lửa cũng như là bay ha, tương tự với hai Pokemon thần thú fusion kia. Ok. Và coi coi khi mình cưỡi mình có được leo lên lưng không. Trời ơi, nãy giờ là toàn ở dưới mông của mấy em không hay không mà các bạn. Nãy giờ em nào mình cũng kiểu như là được gấp tới đi á các bạn, chứ không phải là cưỡi nữa. Ok. Được bay trên trời là thấy khoái khoái rồi. Đây có trainer nào giữ giữ không? 30 hả ta? Ok, được á. Đối này được nè. Đưa NT ra quẩy luôn các bạn ơi. Mới về đội của mình mà. À ha, đối thủ là Ampharos à. Ok. Mình sẽ tấn công bạn. Úi dồi, Fire Fang đã knock out luôn rồi. Có vẻ là em sẽ gánh tem cực mạnh rồi các bạn ơi. Ý, gần đây còn có Raikou xuất hiện nữa kìa. Ôi dồi, ngay sau lưng mình luôn chứ. Trời đất. Ây da, có nên cho Raikou ra trận cái nữa không ta? Kèo đấu với hai Raikou các bạn. Ê, mình nghĩ là được á. Ok, chúng ta sẽ chiến đấu với trainer này nhanh ha. Xong phiền. Rồi rồi, kèo đấu giữa hai thần thú ở dạng fusion nha. Nhưng mà được cái Raikou của mình đã qua luyện tập rồi các bạn, nên có cấp độ cao hơn, mà còn được trang bị thêm cục 500 nữa chứ. Ok luôn. Vô nào, để ba cái nào Raikou. Ui, đó. Đây rồi, lần thứ hai thì mới thành công các bạn ơi. Ê ê ê ê, Raikou đối thủ cũng chống cự dữ lắm á các bạn ơi. Uầy, hiếm lắm mới gặp được cái kèo kiểu giống nhau như vậy nữa các bạn. Ừ, phải chi mà bằng cấp nữa thì kèo này là hơi bị cần đấy. Nhưng mà có vẻ kết quả sẽ sớm có thôi các bạn ơi. Một đoạn Extreme Speed. Dạ. Với lợi thế cấp độ cao hơn thì Raikou nhà mình đã giành chiến thắng rồi. Nói chung thì hôm nay là một ngày siêu cấp may mắn của mình luôn các bạn ạ. Mình không chỉ sở hữu được ba cái nguy hiệu hồi quang mới cực kỳ đẹp. Lần lượt là nguy hiệu 7 sắc cầu vòng nè. Ủa lộn, 8 sắc cầu vòng. Nguy hiệu Long Vũ. Và nguy hiệu hơi lửa nè, ngọn lửa. À, nguy hiệu nè cũng đẹp ha. Bên cạnh đó, mình còn sở hữu thêm được một bộ ba mới rất là bất ngờ luôn. Ban đầu, mình chỉ mới có được Suicune thôi. À, sau đó thì tìm được thêm Raikou nè. Và cuối cùng là chúng ta đã chinh phục được cả thêm NT nữa, là đủ bộ ba luôn rồi. Yay, sắp tới có thể là mình sẽ sử dụng bộ ba này trong nhiều trận đấu hơn. Và không quên là cày cấp cho mấy Pokemon này trong thời gian dưới 2 tập nữa. Ở cấp độ 100 thì mình nghĩ những người bạn này sẽ rất là mạnh cho mà xem. Và trong bộ ba này các bạn thấy Pokemon nào là ấn tượng nhất? Mình thì cực kỳ ấn tượng đối với Suicune nha. Ồ, còn các bạn thì sao? À, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Roblox hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình tìm kiếm thật là nhiều huyền thoại mới nữa. Còn bây giờ thì bye bye. We'll be right back.